Tới thăm ngôi trường mà mình đang theo học, trường đại học Fukushima. Get go! Hôm nay phía đằng sau mình đây là tòa nhà S, là tòa nhà trung tâm, có các phòng ban nơi giải đáp và hỗ trợ tất cả các thắc mắc liên quan đến vấn đề về học tập cũng như là đời sống. Khu vực cấp sai xem là khu vực dành riêng cho tất cả các bạn du học sinh cũng như là các bạn có nhu cầu đi du học nước ngoài cũng như các kỳ thi liên quan đến các ngành ngôn ngữ. Là hai tòa nhà mà chứa các giải đường lớn dành cho các giờ học mà có nhiều học sinh cũng như là các giờ học dành cho khoa kinh tế. Ta-da! Đây là một trong số những cái phòng học của ta lên. Phía bên kia là khu vực tòa nhà kinh tế, nơi chứa các phòng nghiên cứu của các thầy thuộc bên khoa kinh tế, và chúng mình cũng thường xuyên có những buổi trao đổi và phát biểu liên quan đến các chuyên ngành mà chúng mình lựa chọn. Đối với các bạn khoa kinh tế thì đây cũng sẽ là tòa nhà mà các bạn sẽ tham dự kỳ thi đầu vào tại trường. Cảnh sát rất kinh tỉnh, và ngay bên cạnh phòng cảnh đấy là tòa nhà của khoa nhân viên Hakatsu. Thư viện của trường mình các bạn ạ. Nhìn bên ngoài thế thôi, bên trong sạch sẽ lắm, đẹp đẽ lắm, các bạn đi vào xem thì thấy. Bây giờ mình phải dùng thẻ học sinh để vào trong bên này các bạn ạ. Trường mình có rất là nhiều các cái đồ sách khác nhau, nhưng mà hết là đều nằm ở tầng 2 của bên thư viện. Đến đây hoặc là tham dự các cái môn học liên quan đến máy tính hay là dung hợp y tế là chỉ trường nhé. Tòa nhà phía sau mình là tòa nhà của khoa nông nghiệp và thực phẩm. Hiện tại trong số du học sinh Việt Nam thì có 3 bạn đang theo học tại khoa này. Chiếc lá cuối cùng. Các bạn thấy đây, khung cảnh rất là đẹp. Học xong mình đói lắm, đó chỉ là đi ăn thôi. Tôi chắc tự cho xa. Nhà thể chất nơi diễn ra các hoạt động thể thao như là cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, và cũng là nơi mà diễn ra lễ khai giảng hàng năm tại đây. Ta cũng đến trong cái tòa kia dài, đấy là tòa nhà Zico. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với các buổi. Hey, sensei, konnichiwa. Kunkai no interview no sensei, onegaishimasu. 福島大学の妹亮です。留学生に日本語を教えています。多分留学生との触れ合いを聞いたら、なんか最も多い先生 でじゃないかと思ってるんですけど、先生は留学生に対してどのような考えとか思っていますか？大変だなって思うことはあります。頑張ってるなっていう感じ。留学生は、まあ、そんなにたくさんはいなくて、日本人学生と一緒にゼミとかやらなければいけないっていう環境は多分すごく勉強にはなる。なんか私は知っているうちに、妹先生は福島大学で長い年間でお仕事をやっていたんですけど、先生の立場において福島大学はどんな利点とかはあるんでしょうか？いいことの一つは、すぐ近くに新幹線が止まるような町だけど、まあ、小さいので自然が近くにあるし、大都会ではないけど
電車も少ないけど、でもやっぱり勉強、ゆっくり勉強して、まあ、もちろんアルバイトも少ししてっていう意味ではストレスは少ないかな、他の東京とか大阪に比べると。確かに、うん、留学生はやっぱり国際的だから、例えば英語ができるとか海外経験もあるとか、もう一回福島大学に留学してもう一回アメリカに行ったりとか、そういうチャンスも福島大学は結構すぐに掴めるから。関西のなんか大学を探している皆さんに一言をアドバイスしてもらいました。アルバイトもしながら友達を作って勉強する。で、特にベトナムチームの人たちは先輩のすごく面倒見がいいので試験の日から手伝ってくれるしサポートしてくれるっていう、すごくいい伝統がずっと福島大学はあるので、とてもおすすめ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。みんな来てください。こんにちは。こんにちは。お授業終わったばかりですか？はい、お疲れ様です。お疲れ様です。実際に私たちは少し留学生のためにインタビューをやっていますので、今少し時間いただいてもよろしいでしょうか？はい、いいですか？ありがとうございます。じゃあお最初に少し自己紹介をお願いしてもいいですか？はい、お方からです。私、福島大学経済経営学部1年の金田瑞希っていいます。はい、同じく経済経営福島大学経済経営学部の1年の大平美奈です。はい、よろしくお願いします。お願いします。大学に入る前に留学生とか大学で話したことありますか？なくて。なかったですか？どうですか？私はあります。じゃあ福島に入ってからはなんか大学での友達とかはいますか？そうですね、はい、同じ学類の大人の写真のフォーさん。私もフォーさんとお友達で、あと、うん、マレーシアの外国人に対してどういう考えを持っていますか？なんか生活とか勉強の中でとか、ちょっと私たちと文化が違うから、もしかしたらなんかちょっと自分自身失礼なこと言ってないかなとか不安に感じる時あるんですけど、こんな優しくていい人なので。あ、そうです。優しいです。よかったです。優しいし、あと一番びっくりしたっていうか思ってるのは、うん、みんな一生懸命勉強熱心だなと思って、すごくすごいなと思って。はい、じゃあ最後に来年の受験生に一言お願いします。はい、やっぱり日本に来るのに不安はあると思うんですけど、みんな優しく接して仲良くなれるので頑張って福島来てください。はい、じゃあ次、福島大学の人は明るくて優しくて面白い人ばっかりなので勉強大変だけど頑張って日本も私もいっぱいいろんなことも勉強するんで次会いましょう。はい、ありがとうございました。こんにちは。人間多裂文化学類人文科学コースの1年生リサと申します。よろしくお願いします。こんにちは。原生政策学類の2年生アミラです。よろしくお願いします。こんにちは、皆さん。福島大学の経済経営学類の1年生、ゴチョプです。マレーシアから来ました。よろしくお願いします。私たちは今6ヶ月に日本にいます。勉強のことはなんか難しいなんですけど、これからも頑張ります。勉強以外には普通にバイトやってるとか、旅行するとか、友達と遊びに行くとか、はい。日本人の友達もいっぱいできてるし、でその中にもベトナム人の友達もいますし、で今大学の生活を楽しく過ごします。日本人の友達ですか？そう、いっぱいいます。私も生活にもっと簡単になってもっといっぱいな友達が欲しい。Vừa nãy thì mình đã dẫn các bạn đi thăm xung quanh một vòng trường, và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về hội du học sinh Việt Nam tại đây. Hiện tại thì có 17 du học sinh Việt Nam đang theo học tại hai ngành chính, đó là ngành kinh tế kinh doanh và nông nghiệp thực phẩm. Nếu như các bạn cứ nghĩ rằng Fukushima là một nơi khó sống thì không phải như vậy. Vì từ khi chúng mình nhập học thì chúng mình đã nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ phía các thầy cô, các anh chị senpai cũng như là các bác trong hội
hữu nghị giữa Việt Nam và tỉnh Fukushima. Cũng nhờ đó mà chúng mình nhận được học bổng từ năm học đầu tiên. Điều này đã giúp chúng mình giảm bớt rất là nhiều về cái gánh nặng kinh tế và để chúng mình có thể tập trung hơn cho việc học tập. Bên cạnh việc học tập thì chúng mình cũng tham gia rất là nhiều hoạt động ngoại khóa để cùng với trường và tỉnh Fukushima phục hưng lại nền kinh tế và văn hóa tại nơi đây. Chúng mình làm video này để giúp các bạn có cái nhìn khái quát hơn về trường Fukushima cũng như là hội du học học sinh Việt Nam tại nơi đây. Và sắp tới cũng là kỳ thi tuyển sinh dành cho các bạn du học sinh nhập học vào kỳ học tháng 4 năm 2023. Nếu như các bạn còn đang băn khoăn về việc chọn cho mình một ngôi trường phù hợp thì các bạn hãy thử tìm hiểu về trường Đại học Fukushima nhé. Biết đâu đây lại là cơ duyên để cho chúng mình gặp nhau. Và nếu như có bất cứ thắc mắc hay khó khăn gì thì hãy đừng ngần ngại và hãy liên lạc ngay với chúng mình nhé.